điều tra viên Liên Hợp Quốc, Triều Tiên chưa bao giờ bị cô lập hơn thế. Bắt thêm nghi phạm liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti. Nhật Bản tập trận lớn nhất trong 30 năm. Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi Mỹ tham gia CPTPP. Mỹ không kích diệt thủ lĩnh cấp cao Aqueda ở Syria. Các bộ trưởng tư pháp tại hai tiểu bang Hoa Kỳ kiện chính quyền Biden Mỹ hối thúc Trung Quốc thay đổi cách tiếp cận đối với thương mại và tuân thủ chính sách thị trường. Tự do tôn giáo là điều dối trá ở Trung Quốc. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Deccan New. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Deccan New trên mạng xã hội Snapchat, nơi chúng tôi sẽ cho đăng những nội dung không có trên YouTube. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của mục tin thế giới tối ngày 23 tháng 10 của Deccan TV. hôm thứ Sáu 22 tháng 10, điều tra viên độc lập của Liên Hợp Quốc cho biết, Triều Tiên đang ở trong tình trạng cô lập hơn với cộng đồng quốc tế. Theo tờ Midland Daily, ông Thomas Okea Quintana nói với Ủy ban Nhân quyền của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và suy dụng kinh tế của người dân. Trẻ em và người già dễ bị tổn thương nhất có nguy cơ chết đói. Ông nói rằng, ông cũng thực sự lo ngại về mức độ đói kém trong các trại tù chính trị. Triều Tiên đã đóng cửa bên dưới nước mình để ngăn chặn đại dịch. Ông Kitana cho rằng, điều này sẽ có tác động tàn khốc đối với quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân, do cơ sở hạ tầng y tế của Triều Tiên không được đầu tư. Ngoài ra, các cơ sở này còn thiếu hụt nguồn cung vật tư y tế nghiêm trọng so với các vấn đề nhân quyền tiềm ẩn. Ông nói, các bước khắc nghiệt mà chính phủ Triều Tiên thực hiện để ngăn chặn COVID-19 xâm nhập được cho là bao gồm chính sách bắn những người cố gắng nhập cảnh hoặc rời khỏi đất nước. Ông Kitana nói thêm rằng, Việc gia tăng các hạn chế đối với quyền tự do đi lại và đóng cửa biên giới quốc gia đã bóp nghẹt hoạt động thị trường vốn trở nên thiết yếu với người dân nhằm tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản, bao gồm cả thực phẩm. Ông cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận ra tình hình lương thực tồi tệ ở Triều Tiên và đang đầu tư vào các nỗ lực ngăn chặn nạn đói ở nước này. Tuy nhiên do kết quả của việc đóng cửa biên giới, ông Kim Turner cho biết hoạt động nhân đạo cứu người của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác cũng tạm dừng không có nhân viên quốc tế của Liên Hợp Quốc hiện ở trong nước Triều Tiên và các nhà ngoại giao tiếp tục rời đi. Ông Kitana lập luận, người dân Triều Tiên không nên phải lựa chọn giữa nỗi sợ đói và nỗi sợ Covid. Một cựu sĩ quan Colombia, người bị chính quyền Haiti truy nã vì liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống Jovenel Moï, đã bị bắt ở Jamaica. AFP đưa tin ngày 23 tháng 10, Mario Palacios, bị cáo buộc là một trong 26 lính đánh thuê người Colombia tham gia vào vụ ám sát cố Tổng thống Mowi tại nhà riêng hôm 7 tháng 7. Mario đã bị bắt và đang chờ dẫn độ về Haiti. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Haiti, Jorge Vargas, nói Chúng tôi đã được Văn phòng Cảnh sát Quốc tế Interpol ở Kingston, Jamaica thông báo về vụ bắt giữ nghi phạm Palacios. Thủ tục để dẫn độ đối tượng về Haiti đang được tiến hành. Ông Vargas không cho biết thêm thông tin về vụ bắt giữ, cũng như bằng cách nào nghi phạm Mario chạy trốn khỏi Haiti để đến đảo quốc láng giềng Jamaica. Sau vụ ám sát, nghi phạm bị đưa vào danh sách truy nã đỏ của Interpol. Trước đó, ba lính đánh thuê Colombia đã bị lực lượng Haiti tiêu diệt trong quá trình săn lùng. Hơn 18 người khác bị bắt. Những nghi phạm bị bắt đã khai rằng kế hoạch ban đầu là bắt sống ông Maui và giao nộp ông cho cơ quan phòng chống ma túy Mỹ. Vụ ám sát xảy ra giữa lúc Haiti bất ổn, càng khiến tình an ninh ở nước này trầm trọng thêm các băng đảng chủ dậy gây ra hàng loạt các vụ bắt cóc, bao gồm vụ bắt 17 nhà truyền giáo Mỹ và Canada gần đây để đòi tiền chuộc. Lần đầu tiên trong gần 30 năm, lực lượng phòng vệ trên bộ JSDF của Nhật Bản tiến hành một cuộc tập trận quy mô toàn quốc. Theo hãng tin CNN, kể từ giữa tháng 9, khoảng 100.000 quân nhân, 20.000 phương tiện và 120 máy bay của Nhật đã tham gia hàng loạt các cuộc diễn tập trên cả nước. Đại tá Noriko Yokota phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ trên bộ cho biết, cuộc tập trận lần này của lực lượng phòng vệ trên bộ thực sự tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng dân đe và phản ứng. Mỗi đơn vị tiến hành diễn tập đều nhắm tới những gì cần thiết để đạt mục tiêu đặt ra. Họ đang chuẩn bị cho chính mình để có thể tự tin phản ứng khi buộc phải hành động. Đại tá Yakota nói, Chúng tôi đã nhận thức được rằng môi trường an ninh xung quanh Nhật hiện nghiêm trọng chưa từng thấy. Trong bối cảnh này, chúng tôi, lực lượng phòng vệ, đang chuẩn bị cho mọi tình huống. Xét về việc chúng tôi sẽ phải ứng phó với mọi loại tình huống. Kể từ khi thành lập vào năm 1954, lực lượng phòng vệ trên bộ chưa bao giờ tham gia một cuộc xung đột thực sự nào. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng quân số của lực lượng phòng vệ trên bộ có khoảng 140.000 binh sĩ. Cuộc tập trận đang diễn ra của lực lượng này sẽ kết thúc vào giữa tháng 11. Ngoại trưởng Nhật Bản, Toshimitsu Motegi, kêu gọi Mỹ ủng hộ sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương bằng cách tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Động thái này được đưa ra sau khi Trung Quốc chính thức nộp đơn xin tham gia Hiệp định Thương mại. Ông Motaji phát biểu qua một sự kiện trực tuyến được tổ chức hôm thứ Bảy rằng Điều quan trọng là Hoa Kỳ phải tham gia vào việc tạo ra trật tự kinh tế khu vực, bao gồm cả việc quay trở lại bàn đàm phán TPP. Hoa Kỳ ban đầu đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập khối, nhưng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Washington đã ra khỏi khối vào năm 2017. Cả Trung Quốc và Đài Loan nộp đơn gia nhập CPTPP vào tháng 9. Ông Raymond Green, đại sứ lâm thời của Hoa Kỳ tại Tokyo, cho biết Washington kỳ vọng các nước thành viên sẽ cân nhắc các hành vi thương mại phi thị trường của Trung Quốc và việc sử dụng các hành vi ép buộc kinh tế gây tổn hại cho người lao động và doanh nghiệp trên toàn thế giới khi xem xét liệu có Trung Quốc gia nhập CPTPP hay không. Nhưng ông Green ủng hộ Đài Loan tham gia CPTPP. Ông nói: "Hồ sơ của Đài Loan với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của WTO" và sự ủng hộ mạnh mẽ, các giá trị dân chủ của nước này cũng cần được xem xét. Ông không bình luận về việc liệu Hoa Kỳ có xem xét các việc tham gia hiệp ước hay không. Trong sự kiện trực tuyến hôm thứ Bảy, ông Montezi nhắc lại thông điệp của Thủ tướng Fumio Kishida. Trước đó, cùng ngày nói rằng, Liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng quốc tế. Ngoại trưởng Montezi cũng nhấn mạnh rằng, các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ cam kết với Hiệp ước Quốc phòng Bộ Tứ của họ và Tokyo sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác cụ thể với các nước khác bao gồm ASEAN và châu Âu trong tương lai. Về lập trường đối với Trung Quốc, ông Motegi cho biết, Nhật Bản sẽ không từ bỏ các giá trị và nguyên tắc cơ bản như dân chủ, pháp quyền và thương mại tự do, trong khi làm việc với Bắc Kinh trong các lĩnh vực mà Nhật có thể hợp tác. Ông Motegi nói thêm, điều quan trọng là phải khuyến khích Trung Quốc hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một cường quốc lớn ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi liệu các dự án trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc có thực hiện theo cách đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, công khai minh bạch, hiệu quả kinh tế về chi phí vòng đời và tính bền vững của nợ hay không. Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, CENTCOM, mới đây cho biết một cuộc không kích của họ ở Syria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Al-Qaeda vào ngày 22 tháng 10. Người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, George Rabey thông báo Cuộc khúc kích được tiến hành bởi máy bay không người lái MQ-9 đã đoạt mạng Hamid Amata, ông Rigby nói. Cái chết của thủ lĩnh cấp cao Aqueda này sẽ làm gián đoạn khả năng lên kế hoạch và tấn công khủng bố trên toàn thế giới của Aqueda, vốn là mối đe dọa đối với Mỹ, các đối tác của Mỹ và người dân vô tội. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, George Rigby, cho biết những thông tin ban đầu cho thấy vụ không kích không gây thương vong dân sự đây là cuộc không kích thứ hai được ngũ giác đài thực hiện nhắm vào một thủ lĩnh al ở Syria. Kể từ tháng 9, ngũ giác đài đã triển khai một cuộc không kích vào ngày 20 tháng 9 ở thành phố Imdip, Libya, nhắm mục tiêu một thủ lĩnh cấp cao của al Cuộc không kích hôm 22 tháng 10 được tiến hành hai ngày sau khi một đồn quân sự của Mỹ ở phía nam của Syria bị tấn công. Người phát ngôn Rigby không cho biết liệu đây có phải là hành động đáp trả hay không. Hôm thứ Năm 21 tháng 10, Tổng trưởng lý bang Texas, Kemp Paxton và tổng trưởng lý Missouri Eric Smith đã đệ đơn kiện chung yêu cầu chính phủ Biden tiếp tục xây dựng bức tường ở biên giới Hoa Kỳ Mexico. Đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang Hoa Kỳ. Ông Paxton cho biết, việc chính quyền Biden thẳng thừng từ chối sử dụng quỹ đã được quốc hội trích để xây dựng bức tường biên giới, không chỉ bất hợp pháp mà còn vi hiến. Sau khi nhậm chức vào tháng riêng, ông Biden đã ngay lập tức ra thông báo yêu cầu ngừng xây dựng bức tường biên giới bao gồm dừng các dự án do Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ cho việc xây tường biên giới. Số lượng người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Hoa Kỳ đã tăng vọt. Vấn đề này đã nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng dưới thời chính quyền Biden và dường như không có dấu hiệu giảm bớt. Dữ liệu liên bang cho thấy, tính đến tháng 9 năm tài chính 2021, số người bị bắt giữ tại biên giới đã tăng lên mức cao kỷ lục, vượt quá 1,7 triệu người. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng hứa sẽ xây dựng một bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico như một nguyên tắc cốt lõi trong chương trình nghị sự của ông nhằm đảm bảo an ninh cho biên giới. Nhưng sau khi tổng thống Biden lên nắm quyền, ông đã đảo ngược các chính sách biên giới của Trump, gây ra một cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới phía nam. Bộ trưởng Tư pháp của Missouri, Smith cho biết trong một thông cáo báo chí, chính quyền Biden đã nhiều lần từ chối thực hiện các hành động cụ thể để dập tắt cuộc khủng hoảng biên giới đang xấu đi. Thay vào đó, họ lại mời các băng đảng, những người và những kẻ buôn lậu ma túy lợi dụng biên giới đầy rẫy sờ của chúng ta. Nếu không có bức tường biên giới, những người nhập cư bất hợp pháp, những kẻ môi giới người di cư lậu và kẻ xấu có thể dễ dàng vượt qua biên giới Tây Nam của chúng tôi vào nội địa Hoa Kỳ. Thông cáo tiếp tục, bức tường biên giới cần được xây dựng và kinh phí để tiếp tục xây dựng bức tường đã được phân bổ. Nhưng chính phủ Biden hoàn toàn từ chối làm như vậy. Trong lúc tiểu bang Missouri tiếp tục đấu tranh với nạn buôn người, một biên giới không an toàn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tác hại của nạn buôn người trên khắp Hoa Kỳ tại Missouri. Trước đó, ông Patton và ông Smith đã kiện chính quyền Biden vì hủy bỏ chính sách biên giới ở lại Mexico của cựu Tổng thống Trump, vốn yêu cầu người nhập cư bất hợp pháp khi xin tị nạn tại Hoa Kỳ phải chờ kết quả ở Mexico. Tòa Cao Pháp viện Hoa Kỳ cuối cùng đã ra lệnh khôi phục các chính sách của Trump vào tháng 8 và Tổng trưởng lý của hai bang đã giành chiến thắng. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ USTR ngày 22 tháng 10 cho biết, cơ quan này đã kêu gọi Trung Quốc khai triển các bước đi nhằm thay đổi cách tiếp cận đối với thương mại và tuân thủ những chính sách thị trường như đã cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới với WTO. Trước đó, ngày 5 tháng 10, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo sẽ lấy ý kiến dư luận về việc loại bỏ thuế quan với Trung Quốc, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện cho rằng Bắc Kinh không thực thi thỏa thuận thương mại song phương. Đại diện Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ Catherine Tai thông báo Washington sẽ đối thoại thẳng thắn với Bắc Kinh về việc nước này tuân thủ thỏa thuận làm giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hồi năm 2020. Sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt thuế quan lên tới 370 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc, với lý do theo Washington là những hoạt động thương mại không công bằng. Kết thúc bản tin, mời quý vị theo dõi bài bình luận. Tự do tôn giáo là một điều dối trá ở Trung Quốc của ông Stilter, một đại tá với 30 năm phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ. Bài viết của ông được đăng tải trên tờ Epoch Times tiếng Anh ngày 18 tháng 10. Theo cựu quân nhân Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ tín ngưỡng tôn giáo nhằm thúc đẩy các chính sách xã hội chủ nghĩa và hỗ trợ các mục tiêu quốc gia. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ ngừng tuyên truyền và đôi khi những lời nói giả dối của họ vô cùng phi lý. Ví dụ, Nhật báo Trung Quốc, cơ quan truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã viết một bài báo với tiêu đề làm nổi bật tự do tôn giáo, đoàn kết dân tộc. Câu đầu trong bài báo rác rưởi này nhấn mạnh, Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng, tất cả các dân tộc thiểu số phải thực hiện đầy đủ các lý thuyết và chính sách của Đảng để thúc đẩy bình đẳng, đoàn kết tương trợ và hòa hợp hơn nữa với nhau. Tuy nhiên trên thực tế, những mục tiêu đó đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định một cách tùy tiện và không xuất phát từ niềm tin tôn giáo tự do của những người tự do. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét hiện trạng tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Giống như những người theo chủ nghĩa Marx khác trong lịch sử, kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp tục kiểm soát ý thức hệ thông qua việc đàn áp tàn nhẫn những người theo tôn giáo. Ngoài năm tôn giáo được nhà nước công nhận, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949, họ đã sử dụng Cục Tôn giáo AAP để cấm các hoạt động tôn giáo khác. Trong nhiều năm, Cục Tôn giáo sẽ thực hiện các biện pháp bao gồm kiểm soát tư tưởng, đàn áp bất kỳ hệ tư tưởng tôn giáo nào nếu nó không phù hợp với các chính sách của Đảng. Trong cuộc cách mạng văn hóa điên cuồng của Mao Trạch Đông, thời kỳ 1966 đến 1976, tất cả các tổ chức và hoạt động tôn giáo bị hạn chế hơn nữa. Hàng triệu nhân vật tôn giáo của Trung Quốc đã bị đàn áp, tra tấn và giết hại vào thời điểm đó. Từ năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức công nhận 5 tôn giáo: Phật giáo, Đạo giáo, Tin lành, Công giáo và Hồi giáo. Sự công nhận chính thức tương đương với việc chính phủ cho phép giáo hội trung ương hoạt động hợp pháp dưới sự giám sát của Sở Công an thành phố địa phương và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất. Sau khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc đã gia tăng. Một báo cáo năm 2016 của Tổ chức Từ thiện Cơ đốc giáo China Ace tuyên bố rằng cuộc đàn áp tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nghiêm trọng nhất kể từ thời cách mạng văn hóa. Dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình ở Trung Quốc, cuộc đàn áp tôn giáo diễn ra toàn diện và lan rộng. Theo báo cáo năm 2020 của Tổ chức Nhân quyền Freedom House, các điểm chính sau đây được tóm tắt. Tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo phải chấp nhận kiểm tra uy tín chính trị, ví dụ, họ phải tuân thủ các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hạn chế số lượng linh mục, mục sư và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác. Ít nhất 100 triệu người theo đạo Tin lành, Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công đều đã phải chịu một số hình thức bức hại. Đặc biệt, nhắm vào những người hồi giáo ở Tân Cương, Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp mạnh mẽ việc mặc trang phục tôn giáo truyền thống hạn chế số lượng người tham dự trong các nhà thờ hồi giáo và thậm chí hạn chế việc chọn tên của trẻ sơ sinh. Các trại cải tạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương sử dụng hệ thống tính điểm để đo lường hiệu quả của công tác cải tạo tư tưởng và xác định liệu những người bị giam giữ có đủ điều kiện được phóng thích không. Với việc áp dụng luật lệ mới cho các nhóm tôn giáo đầu năm 2020, áp lực mà các nhóm tôn giáo ở Trung Quốc phải đối mặt đã tăng lên đáng kể. Tài liệu mới có tổng cộng 6 chương và 41 điều giới thiệu chi tiết các biện pháp quản lý mới nhất như tổ chức, chức năng, giám sát và quản lý các nhóm tôn giáo. Chương thứ ba quy định rằng các giáo sĩ phải yêu tổ quốc, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ hệ thống xã hội chủ nghĩa. Một trong những mục tiêu của các biện pháp mới này là giải thích lại giáo nghĩa của cơ đốc giáo cho phù hợp với học thuyết xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn nữa, tất cả các tôn giáo buộc phải làm nổi bật văn hóa Trung Quốc và ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các hoạt động tôn giáo. Theo China School, áp lực đối với cái gọi là tôn giáo bất hợp pháp đã gia tăng vào năm 2021. Theo ông Sukho, tôn giáo bất hợp pháp ở Trung Quốc đề cập đến nhà thờ tư gia cư đốc giáo, nhà thờ công giáo ngầm, một số tổ chức Phật giáo, đạo giáo, Hồi giáo và các tổ chức tôn giáo khác không tham gia các hoạt động tôn giáo chính thức chỉ có 5 nhóm tôn giáo tham nhũng do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ và công nhận mới được phép tiến hành các hoạt động tôn giáo ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, người dân không được phép tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo của mình. Mục đích của đàn áp tôn giáo là để kiểm soát suy nghĩ và niềm tin cá nhân của người dân Trung Quốc. Điều này có nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc mong muốn bằng cách kiểm soát tất cả các hoạt động và tín ngưỡng tôn giáo để đảm bảo công dân nhất quán với những suy nghĩ mà nhà nước chấp thuận. Hơn nữa, đây cũng là một cuộc chiến tâm lý chống lại người dân Trung Quốc, gây áp lực để người dân tiếp tục tuân theo các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc về tư tưởng, lời nói và hành vi. Sự trao đổi tự do về các ý tưởng tôn giáo, đặc biệt là những ý tưởng đối với lực lượng tinh thần cao hơn chính phủ, là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể dùng thứ, bởi vì khái niệm này làm suy yếu quyền lực và quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoạt động tôn giáo chính thức là một cách nói điển hình của chủ nghĩa Mark. Trên thực tế, nó dùng để chỉ các nhà thờ có tổ chức những hoạt động này đặc biệt sẽ bị theo dõi và kiểm soát bởi chính phủ và các cơ quan tình báo như Sở Công tác Mặt trận Thống nhất Bắc Kinh. Theo China Circle, mục sư Lưu Yi là người đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp Đảng Cộng sản Trung Quốc và đến Mỹ để thành lập Hiệp hội Cơ đốc Nhân Trung Quốc Công Chính. Mục sư cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng bục nhà thờ để trở thành cái miệng tuyên truyền của các chính sách của họ. Ví dụ, bài giảng lan truyền trên mạng của một nhà thờ nào đó ở Chiết Giang là rất trần trụi chúng không phải là giảng kinh thánh mà giảng về đảng cộng sản. Ngoài ra, những người theo học môn tu luyện pháp luân công, một môn khí công Phật gia cũng đang bị đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp không thương tiếc. Đảng cộng sản Trung Quốc tin rằng họ là mối đe dọa trực tiếp đối với tính hợp pháp của nó, bởi vì pháp luân công là một phong trào tín ngưỡng không nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Ba nguyên lý cốt lõi của pháp luân công là chân, thiện, nhẫn. Ba nguyên lý này hoàn toàn trái ngược với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc thường sử dụng tư tưởng bài ngoại của văn hóa truyền thống Trung Quốc để kiểm soát quần chúng và kích động lòng thuận chống lại các thực hành tôn giáo nước ngoài. Tuy nhiên, điều này không hiệu quả lắm đối với Pháp Luân Công. Vì môn tập này có nguồn gốc từ Trung Quốc, do đó Pháp Luân Công đã trở thành nhóm số 1 bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Trong xã hội mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiểm soát nhiều năm, đàn áp tôn giáo sẽ tăng hoặc giảm, phụ thuộc vào sự tăng giảm, cảm giác an toàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong kiểm soát chính trị. Cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc vẫn đang gia tăng, đặc biệt là các cuộc bức hại người Du Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công. Điều này có thể cho thấy rằng Tập Cận Bình và chính quyền Trung ương cảm thấy lo sợ về các sự kiện thế giới và cố gắng đảm bảo sự ổn định trong nước để tập trung tốt hơn với những sự kiện trên thế giới. Một nhóm công dân được thuần hóa là rất quan trọng đối với việc theo đuổi lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc bên ngoài đại lục, ít nhất bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Afghanistan. Kết luận, tự do tôn giáo ở trung quốc gần như được tuyên truyền bởi các phương tiện truyền thông chính thức của đảng cộng sản trung quốc tuy nhiên sự thật hoàn toàn ngược lại bất cứ khi nào quyền kiểm soát của đảng cộng sản trung quốc thực sự bị đe dọa đàn áp tôn giáo sẽ gia tăng hơn nữa khi thế giới cuối cùng phát hiện ra nguồn gốc thực sự của covid các nhà chức trách đảng cộng sản trung quốc thực hiện các biện pháp cực đoan để tiêu hủy bằng chứng và từ chối cung cấp dữ liệu y tế cho các quốc gia khác áp lực cho việc chịu trách nhiệm về đại dịch và yêu cầu bồi thường với đảng cộng sản trung quốc sẽ tiếp tục tăng lên mặc dù các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc điên cuồng đổ trách nhiệm cho người khác. Tuy nhiên, cuộc đàn áp tôn giáo ngày càng gia tăng ở Trung Quốc có thể báo hiệu cho một thời kỳ đen tối ở phía trước. Tình hình không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người dân Trung Quốc, mà còn có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến các khu vực khác trên thế giới. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.